Chào tất cả các anh em nhá. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc cho tất cả các anh em có thật nhiều sức khỏe, công việc của mọi người luôn luôn thuận lợi nhá. Rồi, lâu lắm rồi hôm nay lại bán làm video bán máy Kubota. Và cũng rất là đặc biệt là bán cho một ông anh ở gần nhà. Cách độ 10 cây thôi. Mà không biết là có cửa hàng của em. Sao anh ấy biết là có cửa hàng của em gì? Ở gần nhau nhưng mà không biết, mà chỉ có biết là đến trên mạng mới biết thôi anh em ạ. Rất là nhiều anh em ở gần em nhưng mà không biết em bán hàng này. Trước đây anh ấy bảo là toàn đi sang các tỉnh khác mua rồi. Bây giờ mới biết là ở cơ sở em có máy này. Cũng là điều rất là đáng tiếc ấy. Bán hàng cho mấy anh em rồi toàn vậy thôi, bảo là không biết ở cơ sở này, trước đây anh toàn sang tỉnh khác mua. Thì cũng rất là may mắn là nhờ có YouTube và công nghệ mạng thì anh em mọi người mới biết đến cơ sở em nhiều hơn. Thì cái đấy là cái điều mà rất là vui, vì thực sự là mình tiếp xúc dù là cũng không phải là sớm nhưng từ khi mình làm trên YouTube cái thứ là rất là được rất là nhiều anh em biết đến và ủng hộ. Đấy là một điều em rất là vui. Thì hôm nay anh Công, anh ấy ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, anh ấy có đến cửa hàng em cách đây 3 ngày rồi. Anh ấy xem và quyết định mua con máy này. Và cơ sở em là có rất là nhiều hình thức mua bán, là mua anh em mua máy lổ em cũng có, mà mua không lổ cũng có. Thì hôm nay anh Công, anh ấy đến và chọn, anh ấy mua con máy không lổ. Anh ấy thấy con này này đẹp quá thì anh ấy bảo không cần lổ, anh mua giá không lổ. Giá không lổ thì sẽ rẻ hơn giá máy lổ nha anh em nhá. Và đây là con máy DC70. Thì em sẽ giới thiệu cho anh em cùng biết là con máy Kubota DC70 này là vòng tua của nó là 2007, mã lực của nó là 70 PS. Và nó chuyên lắp trên con máy DC70 nhé anh em nhé. Lắp trên con máy DC70. Và con này là nó là máy Thái Lan này anh em này, Made in Thái Lan. Nó là sản xuất năm 2015 nhé anh em nhé. Con này là thực sự là tình trạng máy của nó thì cực kỳ đẹp luôn. Đây, quay cho anh em xem này. Tất cả những con ốc đầu bù lon này, kim cao này, đầu bù lon này chưa mất một tí sơn nào nha anh em nhá. Máy này là máy bán không lổ, bán máy ấy anh em ạ, bán máy lăn thôi. Nguyên zin hết từ A đến Z. Máy này nó còn mới 90-95% anh em ạ, chưa rửa đâu nhá. Máy này chưa rửa này, anh em xem này. Tất cả nguyên zin hết, những cái con ốc đầu mặt méo trước của nó này. Nguyên zin này. Nguyên zin này. Đây anh em xem. Lốc mới tinh luôn nhá anh em nhá, 2.4 rồi. Lốc mới tinh luôn. Đây, những con ốc đầu trục cơ chưa mất một tí sơn nào, mất dấu này. Máy đẹp lắm anh em ạ. Máy này thì nó thật là không thể chê được. Cái gioăng đáy tắc te này còn nguyên zin hết nhá anh em nhá. Máy là lốc này, những cái thước thăm dầu của nó này còn nguyên zin, thực sự là quá đẹp. Không biết nói gì hơn về cái con máy này, đẹp quá anh em ạ. Đây, nguyên zin hết này, chưa rửa đâu nhá. Còn đây, cái dàn ốc dầu hồi của nó còn nguyên zin hết này, đẹp long lanh luôn này anh em này. Chưa mất một tí sơn nào nhá, chưa mất một tí sơn, chưa chắc một tí sơn nào luôn. Nguyên zin từ An Z luôn. Cái bô lửa nó chạy ít vẫn chưa bị rỉ này anh em này. Cái bô lửa nó chạy ít chưa bị rỉ nhá. Đây anh em xem này. Cái turbo này, turbo nguyên zin của nó này. Turbo này có giá trị lắm anh em ạ, turbo nguyên zin nhá. Máy chạy ít này, cái bô lửa nó chưa bị rỉ này anh em này. Quá đẹp luôn. Đây mọi người xem. Anh em xem này, cái lốc bên dài lốc của nó này, kinh điển chưa? Quá đẹp. Rực rỡ luôn, nói thật là con máy này không có một cái điểm gì để chê cả. Tất cả còn nguyên zin mà máy chưa rửa đâu nhá anh em nhá. Máy chưa rửa, lốc thực sự là quá đẹp. Đây. Đây, những con ốc đầu trục cơ vẫn còn nguyên zin hết này anh em, chưa rửa, vẫn còn bụi từ khi mình mua về ấy. Hiện tại cơ sở em là khoảng 150 con máy Kubota nữa. Anh em nào có nhu cầu mua thì anh em mua một con em cũng bán, mà mua 100 con hay 10 con em cũng bán. Không giới hạn số lượng. Anh em mua một con vẫn bán như anh em mua 100 con. Ai cũng như ai hết nhá anh em nhá. Đâm anh em mà kể cả mọi người cần tư vấn về máy móc, mọi người cứ alo cho em. Anh em không mua cũng được, em sẽ tư vấn cho anh em miễn phí luôn. Miễn làm sao để có, làm sao có thể giúp được anh em mua được những cái con máy và những cái dòng sản phẩm nào phù hợp nhất với công việc và điều kiện kinh tế của anh em nhá. Đây, con máy này đã xong. Đây. Các anh ấy đang chờ để cẩu lên xe để về đây. Bây giờ em sẽ cho họ cẩu lên, cẩu máy lên xe để về đây. Bây giờ sẽ cho thợ cẩu lên. Đây nha anh em nhá, đang cẩu máy lên xe à. Cho hai anh à. Thank you.
xe lôi về các anh ấy ở gần nhà em anh em ạ. Ở gần nhà đâm mua xe lôi là thuê cái xe lôi để trở về thôi. Đấy. Đã xong nhá anh em nhá. Chúc cho tất cả, chúc cho hai anh về dùng mua con máy của em về dùng thật bền, dùng thật tốt nhá. Đây bọn anh được lợi mấy cái chân máy này. Chân máy em bán 200-300 nghìn một cái đấy. Hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những video tiếp theo nhá. Chân thành gửi lời cảm ơn tất cả các anh em đã luôn luôn ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.